cố lên con nhé. Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nỗi khổ tâm riêng. Đừng trách người không giúp mình, cũng đừng giận người không quan tâm mình. Sống trên đời này, ai cũng phải tự thân vận động, vui buồn sướng khổ đều phải tự mình cảm nhận. Không ai có thể thực sự hiểu được con, vì đơn giản tảng đá không rơi xuống bản thân họ, làm sao họ cảm nhận được gánh nặng đè lên vai con mệt mỏi ra sao, đau đớn thế nào. Trên đường đời, chúng ta mãi mãi vẫn phải một mình bước tiếp. Người thật sự có thể giúp chúng ta tốt nhất, đó chính bản thân mình.